kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, mở đầu là tin áp thấp nhiệt đới gần bờ và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. Vào hồi 13 giờ chiều nay ngày 16 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ hầu như ít dịch chuyển, giữ nguyên cấp gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, gây biển động cho khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tiếp theo sẽ là tin áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. Vào hồi 13 giờ chiều nay, ngày 16 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Hồng Kông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai 17 tháng 8, vị trí tâm bão ở cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, khoảng 200 km về phía đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và từ tối nay ngày 16 tháng 8 sẽ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo trong những ngày tới sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không ngoại trừ khả năng có mưa vừa mưa to. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như là ngập úng ở vùng trũng thấp. Ở phía nam của đất nước, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều vào buổi chiều tối. Mưa có xu hướng tăng hơn và có điểm đạt mưa vừa ở khu vực ven biển miền Tây hay là miền đông của Nam Bộ cũng như là phía nam của Tây Nguyên. Ban ngày trời ít mưa hơn và xen kẽ với những khoảng nắng gián đoạn, nên nhiệt vẫn duy trì ở ngưỡng mát mẻ, cao nhất ngày tại Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ và ở Nam Bộ phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Thưa bà con, do đang trong những tháng cao điểm của mùa mưa nên thời tiết tại các tỉnh vùng cao nguyên mưa ẩm kéo dài, độ ẩm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại cây trồng phát triển. Hiện nay, bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu đang có những diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến hầu hết những vườn tiêu ở Tây Nguyên. Nguyên nhân gây bệnh là do sự tấn công của tuyến trùng, dẹp sáp và một số loài nấm khác có trong đất gây nên. Khi phát bệnh thì vườn tiêu có các triệu chứng như là cây không còn rễ tơ hoặc là còn rất ít, trên rễ hình thành nhiều đốt sưng như là lá vàng, rụng đốt và còi cọc. Sau một vài vụ thì cây có thể bị chết. Đối với những vườn tiêu đang phát triển xanh tốt, chưa có biểu hiện triệu chứng bệnh hoặc là bệnh nhẹ, thì bà con cần duy trì các biện pháp canh tác bền vững như là vệ sinh vườn, tiêu hủy cây bệnh, tạo rãnh thoát nước tốt trong vườn, bón phân đầy đủ và cân đối giữa phân đa lượng và vi lượng, chú trọng sử dụng phân chùa hữu cơ. Còn đối với những vườn bị hại nặng không còn khả năng phục hồi thì bà con cần mạnh dạn nhổ bỏ, xử lý đất bằng các thuốc trừ tuyến trùng trước khi trồng lại. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm ngày 17, mưa lớn sẽ tăng nhiều trên khu vực, đề phòng khả năng có lũ quét, sạt lở đất và gió rất mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đề phòng khả năng có lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và gió giật mạnh trong cơn dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, ở phía Bắc trời nhiều mây có mưa, từ tối và đêm có mưa vừa đến mưa to, phía Nam sẽ có mưa rào rải rác, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ. Xuôi xuống các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận mây thay đổi ngày nắng, ở phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ. Tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày trời có nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cảnh giác với tố lốc xoáy và gió rất mạnh trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cảnh sát với tố, lốc xoáy và gió rất mạnh trong cơn dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.